xin chào các em học sinh lớp 6. Và trong bài học hôm nay, các em tiếp tục ôn cho cô chủ đề B và chủ đề C. Chủ đề B, mạng máy tính và Internet. Thì trong chủ đề B này, các em cần hiểu được mạng máy tính là gì? Mạng máy tính là một nhóm các máy tính và thiết bị. Và nhóm các máy tính và thiết bị này phải được kết nối để truyền dữ liệu cho nhau. Vậy thì lợi ích của mạng máy tính là gì? Đó là chia sẻ tài nguyên. Vậy tài nguyên ở đây bao gồm những gì? Bao gồm thông tin và các thiết bị. Cô ví dụ về thông tin. Đó là nội dung của một quyển sách hay là nội dung một bài ôn tập. Vậy các thiết bị, cô ví dụ như là thiết bị là máy in, camera, vân vân. Và chú ý cho cô là chúng ta không thể chia sẻ được thông tin qua mạng nếu mà không có Internet. Vậy thì để tạo thành một mạng máy tính thì số lượng tối thiểu của thiết bị và máy tính là bao nhiêu? Các em lại chú ý cho cô từ tối thiểu ở đây. Tối thiểu ở đây ít nhất là 2. Vậy thì một mạng máy tính có thể kết nối tối đa bao nhiêu thiết bị và máy tính? Tối đa thì là số lượng sẽ phụ thuộc vào quy mô. Quy mô ở đây có thể là lớn hay là nhỏ, thì số lượng sẽ là nhiều hay là ít và không giới hạn. Vậy thì mạng máy tính gồm có mấy thành phần? Nào các em suy nghĩ lại cho cô, mạng máy tính gồm có mấy thành phần? Thành phần chính. Có 3 thành phần chính. Đó là các máy tính và thiết bị có khả năng gửi và nhận thông tin qua mạng. Cô ví dụ như là điện thoại nè, tivi thông minh nè, máy tính bảng nè, vân vân. Thành phần chính thứ hai đó là các thiết bị mạng có chức năng kết nối máy tính với nhau. Cô ví dụ như là cáp mạng, switch, vân vân. Thành phần chính thứ ba đó là những phần mềm giúp giao tiếp và truyền thông qua mạng. Cô ví dụ như là hệ điều hành mạng, cục bộ, trình duyệt hay là các mạng xã hội. Như vậy là chú ý cho cô về ví dụ thiết bị gửi và nhận thông tin qua mạng. Ví dụ như là điện thoại thông minh, tivi thông minh, vân vân. Và ví dụ về phần mềm giúp giao tiếp và truyền thông mạng. Cô ví dụ như là mạng xã hội. Vậy thì thiết bị mạng có tác dụng như thế nào? Thiết bị mạng giúp kết nối máy tính với nhau và giúp truyền thông tin từ máy này tới máy tính khác. Như vậy là đầu tiên nó sẽ giúp kết nối máy tính với nhau, sau đó nó sẽ giúp truyền thông tin từ máy này tới máy tính khác. Và thiết bị mạng thường gặp ở hiện nay đó là cáp mạng nè, switch, modem. Và cáp mạng thông dụng hiện nay hay sử dụng đó là cáp xoắn và cáp quang. Cáp quang thì sử dụng tia sáng để truyền thông tin, còn cáp xoắn là sử dụng dòng điện để truyền thông tin. Như vậy các em cần phân biệt cho cô cáp xoắn và cáp quang. Cáp xoắn thì sử dụng dòng điện, còn cáp quang là sử dụng tia sáng để truyền thông tin. Modem là thiết bị biến đổi. Nó có tác dụng là biến đổi tín hiệu để truyền qua khoảng cách xa. Switch cũng là một thiết bị, và thiết bị này dùng để kết nối máy tính và thiết bị mạng. Vậy thì các em cũng phải phân biệt được cho cô thế nào là modem, thế nào là switch, và phân biệt được là tín hiệu
truyền qua khoảng cách xa thì sử dụng modem. Còn kết nối máy tính và thiết bị mạng thì sử dụng switch. Vậy thì lợi ích của Internet có những lợi ích nào? Các em thấy có rất nhiều các lợi ích. Cô kể tên một số lợi ích như là phủ khắp thế giới với hàng tỷ người dùng. Như vậy là không phải là một người dùng, hai người dùng, 10 người dùng mà là hàng tỷ người dùng. Và được tạo thành từ các mạng nhỏ kết nối lại với nhau. Và có một cái đặc biệt đó là không thuộc quyền sở hữu của một cá nhân hay là một tổ chức nào. Các em ôn tập tiếp về mạng có dây và mạng không dây. Và mạng không dây sử dụng trong trường hợp nào tiện ích hơn là mạng có dây. Vậy mạng có dây là loại mạng sử dụng dây cáp để truyền dữ liệu. Có một số em nói là mạng có dây sử dụng dây điện để truyền dữ liệu là không đúng nha. Thiết bị mạng có dây đó là cáp mạng và switch. Và vì sử dụng cáp mạng cho nên là trong thực tế thì có một số trường hợp không thể sử dụng được mạng có dây. Cô ví dụ như là người ngồi trên tàu xe. Và để khắc phục được cái nhược điểm này thì mạng không dây đã sử dụng. Vậy thì mạng không dây là cái loại mạng mà sử dụng sóng điện từ để truyền thông tin. Và thiết bị cơ bản của mạng không dây đó là access point. Như vậy là các em thấy sử dụng mạng không dây tiện dụng hơn mạng có dây trong trường hợp là người sử dụng đang ở trên tàu xe. Như vậy là cô đã ôn tập cho các em một số kiến thức cơ bản của chủ đề B. Tiếp theo các em ôn tập chủ đề C, tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin. Và để truy cập vào các website thì cần có máy tính hoặc là điện thoại di động và bắt buộc phải có kết nối Internet. Thì đây là một lưu ý khi các em truy cập các website. Vậy thì website là gì? Website là tập hợp nhiều trang web có liên quan với nhau và được gắn cùng một địa chỉ. Vậy thì chú ý cho cô này, website thì đầu tiên nó phải là tập hợp các trang web và các trang web này nó liên quan với nhau và được gắn cùng một địa chỉ nha. Vậy thì địa chỉ website là gì? Địa chỉ website nó là cái dòng chữ và bắt đầu là HTTP. Và nó được dùng để truy cập tới website. Thì đây là một cái đặc điểm để các em nhận diện địa chỉ website. Nó là dòng chữ bắt đầu bằng chữ HTTP và được dùng để truy cập tới website. Và khi các em truy cập tới website á, thì cái trang web đầu tiên các em mở ra mà khi các em truy cập á, thì gọi là trang chủ. Các em nhớ nha, khi truy cập vào một website, cái trang web đầu tiên mở ra thì được gọi là trang chủ. Và trang chủ và trang thành phần á, thì giống nhau đều có chung địa chỉ website cố định. Và có một đặc điểm khác nhau đó là ở phần đuôi còn lại. Tiếp theo là các em ôn tập về định nghĩa về World Wide Web. World Wide Web có tên viết tắt là www. Có một số em là hay bị sai cái tên viết tắt của World Wide Web á. Thì các em chú ý cho cô, cái tên viết tắt là viết tắt của chữ cái đầu tiên của World Wide Web nha. Và World Wide Web nó là mạng lưới các website được liên kết với nhau trên Internet. Như vậy là World Wide Web nó là một cái mạng lưới nè, các website nè, và được liên kết với nhau trên Internet. Khái niệm tiếp theo đó là trình duyệt web. Trình duyệt web là tên gọi chung của phần mềm và để hiển thị thông tin dưới dạng các trang web trên www.
Vậy thì World Wide Web có tác dụng như thế nào? World Wide Web hay là có tên viết tắt là www, nó thuận lợi cho việc tìm kiếm, thuận lợi cho việc thu thập thông tin, thuận lợi cho việc chia sẻ, khám phá thông tin. Và lưu ý cho cô nè, để truy cập vào thông tin trên website cần có phần mềm trình duyệt web. Và các trình duyệt web thông dụng hiện nay, có ví dụ như là Firefox, Google Chrome, Cốc Cốc, Safari, Microsoft Edge, vân vân. Vậy thì tìm kiếm thông tin trên Internet thì có đặc điểm gì? Phong phú về thông tin, đa dạng về thông tin, tìm kiếm nhanh, tìm kiếm được mọi lúc, mọi nơi, vân vân. Vậy thì máy tìm kiếm là gì? Máy tìm kiếm là một hệ thống phần mềm cho phép người dùng Internet tìm kiếm thông tin trên các www. Cô ví dụ một số máy tìm kiếm như là Google, Yahoo, Cốc Cốc. Và trong phần này cũng chú ý cho cô về từ khóa, định nghĩa về từ khóa. Từ khóa là một từ hay cụm từ liên quan đến nội dung cần tìm và do người sử dụng cung cấp cho máy tìm kiếm. Như vậy là từ khóa có thể là một từ, có thể là gồm nhiều từ, nhưng mà nó liên quan, phải liên quan đến cái nội dung mà do người sử dụng cung cấp cho máy tìm kiếm. Và tác dụng của từ khóa đó là để tìm kiếm thông tin trên Internet. Các em ôn tập tiếp là các bước tìm kiếm thông tin trên Internet. Các em thấy là có 4 bước để tìm kiếm thông tin trên Internet. Thì chú ý cho cô là cái bước đầu tiên là mở trình duyệt. Và cái bước cuối cùng đó là lựa chọn kết quả tìm kiếm. Tiếp theo là cái ưu điểm sử dụng thư điện tử. Thì có rất nhiều các ưu điểm. Cô chỉ kể một số ví dụ như là nhanh nè, kịp thời nè, gửi cho nhiều người cùng một lúc nè, có thể đính kèm được hình ảnh, âm thanh nè, video. Nhưng mà tuy nhiên thì cũng có cái mặt trái khi sử dụng thư điện tử. Đó là thư có thể chứa virus nè, thư rác, thư giả mạo, thư lừa đảo. Tiếp theo là các em chú ý cho cô về cái địa chỉ email. Thì địa chỉ email thì nó bao gồm tên đăng nhập, a@, địa chỉ dịch vụ email. Và cái tên đăng nhập ấy thì bao gồm chữ cái, chữ số, dấu chấm và viết liền, không dấu. Như vậy là không chứa dấu, dấu cách và không có dấu nha. Như vậy là cô đã hướng dẫn ôn tập chủ đề B, chủ đề C, một số cái kiến thức cơ bản. Các em ở nhà, một là học cái nội dung ôn tập cuối học kỳ 1. Cô sẽ gửi đường link lên hệ thống lớp học.hcm.edu.vn. 2 là các em làm bài tập ôn tập cũng trên hệ thống lớp học.hcm.edu.vn trong tuần 18.